Yo anh em, Thám tử Free Fire đã quay trở lại rồi đây. Sau nhiều ngày vắng bóng thì theo yêu cầu của những fan hâm mộ, Thám tử đã quay trở lại và tiếp tục lên sóng trong những video trên kênh của Sĩ Kẹo. Hiện tại theo thính giác siêu tốt của tôi thì ở phía trên nghe ngóng là có người, và chính xác chính là một chàng trai tóc hồng ngày hôm nay mặc quả áo caro và trông vẻ mặt có vẻ là nguy hiểm, nhưng không, những tên này vô cùng dễ dàng xử lý. Tình trạng là với một cái bông keo khá là to và lớn như thế này thì tôi không thể nào chạy qua được lúc này, cũng như là việc cản phá bông keo này thì là một điều hoàn toàn không có lợi đối với mình. Chợt tôi nảy ra một ý tưởng, đấy là chúng ta sẽ rời khỏi khu vực này trước đã. Và như vậy thì tôi đã quyết định là sẽ di chuyển ra ngoài và đánh lừa kẻ địch rằng là tôi đã đi sang một nơi khác. Lúc này thì tôi đã giành lại thế chủ động cho mình và có thể tiếp tục quan sát những cái vị trí xung quanh xem là có thanh niên nào đang cam gần đây hay không. Thời cơ đến rồi, và đây chính là lúc chúng ta chuẩn bị sẽ lên để hạ gục thanh niên kia. Khi mà hiện tại thì tôi đang thấy là hắn đang dùng những chiêu công kích và để kiếm thêm những thanh niên khác đến sập bẫy ở đây. Nhưng không, với tôi Sĩ Kẹo thì mọi thứ hoàn toàn khác. Theo tính toán của tôi thì độ bền bông keo đang rất là yếu, và 3, 2, 1. Và lúc này cái địch đã bị tập bắn bất ngờ rồi. Quay một cây súng căn lùi lại phía sau. Tôi đoán chắc rằng hiện tại hắn đang mưa máu và hết điễu rồi thanh niên. Hành vi thủ nhà của thanh niên đã bị tôi phát hiện. Tôi là Sĩ Kẹo, hãy theo dõi tôi trên YouTube, tôi sẽ giúp các bạn tránh xa khỏi những nguy hiểm. Hello, chào tất cả anh em fan Thám tử Kẹo đã quay trở lại với kênh của mình nha anh em ơi. Thì mình là Thám tử Sĩ Kẹo đây. Đấy là một cái tên yêu ái mà các bạn gọi cho mình khi mà mình làm cái loạt series video game. Đấy, video game Thám tử Free Fire. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ui, má ơi, chạy đâu em? Ôi, như kiểu là người tàng hình đấy nhỉ. Sự thật thì mình khá là kinh ngạc về cái khả năng của cái bạn này. Bạn ấy chạy đâu mà nhanh vãi. Lại thêm thằng khác nữa. Mày ra đây. Ra đây em. Slow. Đùa nhau à? Anh lại sợ chú quá cơ. Cái này là cái bộ trang phục này đã xuất hiện khá là lâu trong game Free Fire rồi. Lâu lắm rồi thì tôi mới thấy là có người mặc cái bộ trang phục này. Anh em có hứng thú với màn Sonic của Thám tử Kẹo không? Rảnh tôi làm video sâu nick cho anh em xem. Đương nhiên là cái nick của mình nhá, là mình tổng hợp, nói chung là hầu như là đồ gì mình cũng có luôn anh em ơi. Đấy, anh em có thể gọi cái nick Free Fire của mình là cái nick thập cẩm cũng được nhá. Thì đến nay là gần 2 năm rưỡi rồi tôi sưu tầm cái nick của tôi nhá. Skin súng ngon nào cũng có luôn. Thế là mình nguy hiểm chứ anh em. Ui vãi. Vãi. Chị đem. Thằng này chắc là lại gặp một thằng giả boss đây. Ui, đây. Công thấy chưa? Dạo này là rất nhiều thằng nhá, nó mặc một bộ trang phục vô cùng là rẻ tiền luôn, anh em thấy không? Trông chúng nó như kiểu là mặc một cái bộ trang phục mặc định, nhưng mà thật ra là hơi bị nguy hiểm đấy. Nên là tôi cảnh báo với anh em luôn là anh em nên cẩn thận với những cái thằng mà mặc bộ trang phục như kiểu là mấy con boss nhá. Thực tế là chúng nó nhiều khi chúng nó khá là nguy hiểm đấy. Nó đánh vào tâm lý anh em lại tưởng là thằng ấy chơi ngu chẳng hạn này. Anh em, hôm nay các bạn xem video, nhờ các bạn cho mình một lần like, một lần chia sẻ nha. Ok, 5.000 like, tiếp tục làm video thám tử. Được chưa? Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá. Thật ra thì mình đã tính theo đuổi cái loạt series thám tử Free Fire này rồi, nhưng mà nhận được khá là ít cái sự tương tác của các bạn. Thì mong rằng là mình sản xuất nội dung cho mọi người xem thì mọi người có thể giúp mình một lần like, một lần chia sẻ để phát triển kênh được không ạ? Cảm ơn anh em nhiều nhá. Đấy, cảm ơn tất cả những người anh em thiện lành. Ok. Thì tập trung vào trận đấu ngày hôm nay. Nói chung thì anh em nhận ra không? Alok đây nhá. Hôm nay tôi nói chuyện với anh em luôn về một cái vấn đề thế này. Mấy ngày gần đây thì trong cái group Garena Free Fire ấy, thì có nổ ra một cái gọi là anh em đòi Alok vào vòng quay vàng. Thì mình thấy rằng là cái ý tưởng này cũng khá là hay, và nói thật là mình cũng mong chờ như vậy, bởi vì là rất là nhiều anh em nhá chưa sở hữu cái con nhân vật Alok này nhá. Mà Alok thì có một cái tính năng nó khá là bá đạo, đấy là cái tính năng nhá vừa chạy vừa có thể tăng tốc chạy cũng như là hồi máu luôn nhá. Các bạn thấy con Alok có lợi khi chạy bo chưa? Cũng như là anh em mà chạy đuổi theo địch rồi là các thứ luôn, rất là có lợi luôn.
Mà nếu như là Alok mà kết hợp với tính năng của con nhân vật mới Zota nữa thì cũng khá là hay đấy. Riêng mình thì mình chưa thử cái sự kết hợp này thì sẽ sớm lên video nếu như mà anh em thích cũng được. Được chưa ạ? Ok, rồi là video của mình chưa hay chỗ nào, yêu cầu anh em ý kiến bên dưới phần comment nha. Rồi nhá, cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ. Thì cái ý kiến đấy mình ghi nhận là như vậy. Một số anh em thì bảo là u dồi ôi mấy cái đứa không nạp tiền xong đòi có Alok thế này thế kia. Xong kiểu như là thật ra thì vàng cũng là cái công sức của các bạn tự cày mà. Ê, một thằng trên nóc nhà này. Ui, đáng thương vãi luôn ấy. Thì tức là như thế này, mình thấy là Alok đã ra khá là lâu rồi thì đến tầm này thế anh em mới có một cái ý kiến như vậy. Mình nghĩ là khi mà một cái nhân vật mà nó đã ra lâu thì các bạn xem những cái lịch sử đấy là anh em cứ yên tâm đi. Tôi thấy là anh em phản ánh đưa Alok vào vòng quay vàng rất là nhiều nhá. Thế nên là anh em hãy cứ tiếp tục phản ánh thì ok. Tôi đảm bảo rằng là bên Gardena rất là lắng nghe ý kiến của người chơi nha. Nên là anh em sẽ sớm có Alok trong vòng quay vàng để cho anh em chơi. Dành cho những bạn nào mà anh em không có tiền, chẳng hạn anh em đang là học sinh chẳng hạn, đúng không nào? Thì ví dụ như là anh em mua cái con Alok này nó hơn 100.000 của các bạn rồi, anh em tính ra uống trà sữa no nê, uống trà chanh no nê, đúng không? Đấy, đâu phải anh em học sinh nào đi học cũng có tiền được bố mẹ cho tiền thế này kia đâu, đúng không nào? Nên là nói chung là mình thấy là tùy theo thôi. Đấy, tức là đưa Alok vào vòng quay vàng nó vẫn là một cái thứ đấy được gọi là chính đáng. Bởi vì là như cái bạn có tiền ấy thì anh em mua trước, anh em trải nghiệm trước rồi, đúng không nào? Anh em chơi chán chê rồi, đúng không? Thì bây giờ là những cái bạn gọi là anh em không có tiền mua thì bên Gardena hỗ trợ cho các bạn bằng cách là đưa Alok vào vòng quay vàng. Thì vàng nó là một cái thứ mà anh em có thể kiếm được. Còn kim cương thì chắc chắn là anh em phải nạp tiền rồi, đúng không? Ấy được chưa? Tôi nói thế, tôi giải thích thế đã hợp lý chưa? Ok, nếu đúng, like video giúp kẹo và chia sẻ video giúp kẹo nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nên là nói chung là cái gì thì cũng là công sức cả thôi anh em ơi. Ok ok ok. Hoặc là có một điều thế này. Thì mọi người có nói rằng là Alok này ấy, nó là một cái nhân vật mà theo DZ nổi tiếng thế giới. Ai, một cái nhân vật có tính năng độc quyền cũng như là theo một cái mẫu DZ nổi tiếng thế thì như thế này. Rõ ràng là bên game Gana Free Fire đã phải bỏ tiền ra để mượn hình ảnh của DZ Alok để cho vào trong game ấy. Thế nên là nếu mà những cái vấn đề phát sinh thường là như thế này, tức là bên Gardena Free Fire bán con nhân vật Alok và chắc là bên DZ Alok này thì cũng sẽ nhận được một cái phần trăm hoa hồng nào đấy. Nếu như mà đưa Alok vào vòng quay vàng thì không nhận được hoa hồng, rồi là không có tiền để trả cho DZ, mà tôi không biết là cái hợp đồng rồi là những cái thỏa thuận của DZ Alok với lại bên Gardena Free Fire thế nào, đúng không nào? Nên là có thể là Alok có thể là sẽ không được đưa vào vòng quay vàng. Ok, nhưng mà tôi không mong điều đấy xảy ra. Tôi mong rằng là Alok cũng như những nhân vật khác được đưa vào trong vòng quay vàng để cho anh em có thể là chơi nhiều hơn, sử dụng nó nhiều hơn. Và cũng là một cái sự thể hiện rằng là bên Gardena Free Fire rất là quan tâm đến game thủ. Ok, một đứa nhá, tóc hộc ở trên nhá. Chờ tí anh em ạ, thằng này khó nhai đấy. Thôi giỡn, tôi trông nó ngu ngu ấy mà anh em ạ. Tầm này thì mình khá là lười phá bóng keo, cũng như là mình đang đứng ở thế dưới mà anh em. Cơ bản là anh em đang đứng ở phía cầu thang, nó cao hơn anh em, nó vút vỡ đầu anh em dễ hơn. Nên là từ từ, tôi không lên trên vội đâu. Mình sẽ ra ngoài này, mình đánh là hướng nó, ok chưa? Ra ngoài này tạm thời thì mình có thể là quan sát xung quanh nó ok hơn nhá. Xong là tí quay trở lại sau. Đấy, trên này thì không có ai đâu. Lúc nãy mình cũng thấy là có tiếng bắn bên này mà không thấy nên chắc là thôi. À, thằng bé. Thằng bé đang kêu gọi những thằng khác đấy. Cứ giả vờ ngồi trên tầng để bắn súng à. Oh man. Được rồi. Được rồi, bình tĩnh đi bạn ơi, bình tĩnh đi bạn ơi. Chuẩn bị nhá. Mình sẽ lừa nó anh em ơi. Tầm này bóng kem sắp nổ rồi. Tôi căn thời gian cả rồi anh em ơi. Đấy, đậu xanh này. May này. Ui. M18-7. Lùi lại xíu thôi. Lên bản nó. May này. Xong chưa? Xong chưa anh em? 4 kill rồi nhá. Được chưa? Ok. Nói chung là đôi khi là anh em chơi game, anh em dùng cái đầu nhá để giải quyết mọi tình huống nhá. Mình thấy là mình là một con người mà mình chơi game mình khá là hăng. Và chắc là ở đây thì nhiều anh em cũng chơi game hăng như mình. Hăng tức là như thế nào?
Tức là anh em chơi game, anh em rất là máu chiến, gặp thằng nào vả luôn thằng đấy. Đa anh em chơi trận mới. Nhưng mà đôi khi rằng là người ta bảo là như thế này này anh em này đấy. Sống ra để trở thành huyền thoại, tức là anh em phải sử dụng cái đầu nó nhiều hơn. Ok. Cũng như là mình rất là nể nhiều bạn là anh em. Mình thấy nhá, nhiều anh em chơi game Free Fire nhá, anh em cứ lượm xong đồ cái anh em lên nhà ngồi, các bạn ngồi cá trận đấu luôn cơ. Thật sự là mình thấy là cái này nó giống như kiểu là một cái tiêu cực trong game ấy. Biết là anh em nói rằng là chiến thuật thế này thế kia, nhưng mà anh em cứ ngồi nhà như thế thì có khác nào gọi là anh em tự nhận là anh em yếu thế hơn mấy thằng còn lại đâu, đúng không nào? Rồi là anh em lợi dụng những cái gọi là ở trên nhà các bạn ngồi canh, các bạn có vị trí chủ động, ví dụ thế. Nên là thủ nhà thủ choi cũng được, hay là thủ gốc cây tảng đá cũng được, nhưng mà anh em thủ ít thôi. Cơ bản là phải công anh em ạ. Thế nó mới thể hiện cái sự máu chiến các bạn chơi game chứ. Game sinh tồn, một mình cân tất cả, chứ không phải là một mình núp tất cả anh em ạ. Nghe nó vô lý vãi. Cảm ơn tất cả các bạn đang xem video trên kênh của Si Kẹo nha. Và các bạn xem đến giờ phút này rồi, bạn nào chưa like thì rảnh các bạn bỏ ra một vài giây các bạn like, các bạn chia sẻ video giúp mình nhá. Ok chưa? Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn những người anh em của tôi. Mà quê nhở, nhắc anh em nhá, ở đây cũng nhiều chị em phết. Ui vãi. Vãi cả nồi mì này. Ây, may là mình để ý. Các bạn là tôi có mắt thần mà các ông đấy, mắt thần của Dương Tiễn ấy, nhưng mà thôi. Thật ra là chém gió cả thôi. Tôi làm gì có mắt thần nào, tôi cũng mắt bình thường như các ông thôi. Giờ này thì mình đang ngồi đây mình quan sát và thật sự là khá là khó thấy nhở. Ẩu mẹ, à đây rồi. Mày này. Ấy, cái này không phải hành vi Si Kẹo thủ nhà đâu nhá. Anh em lại bảo hành vi thủ nhà của Si Kẹo đã bị tôi phát hiện, không phải đâu. Cái này là mình đang nghe ngóng tình hình được chưa ạ? Đấy, có những thanh niên thủ nhà mà suốt ngày ngồi nhà là anh em biết nó như thế nào rồi đấy. Không, các bạn lại bảo mình là ui dồi ôi, Si Kẹo vừa bảo mấy thằng kia gọi là thủ nhà là chơi game rẻ rách, bây giờ Si Kẹo lại thủ nhà. Không phải đâu, không phải như vậy nhá. Anh em nói thế chết tôi, oan tôi quá. Ok. 15 người chơi nữa trong trận đấu này nhá. Rồi. Ok, tầm này thì nói chung là anh em cứ tích cực anh em chiến đấu thôi đấy. Cứ tiếp tục phấn đấu đi, kêu mà hạng thôi, có vấn đề gì đâu đúng không nào. Rồi nha, nếu như mà các bạn có câu hỏi gì hãy đặt câu hỏi ngay bên dưới phần comment. Thằng nào kia. Thấy rồi nhá. Ui. Câu liệu qua cơ. Oh man, tưởng anh sợ. Oh man. Mày à? Anh em thấy chưa, thằng này khó nhai nó phết đấy. Tôi nói thật luôn, thằng này khó nhai. Nó cứ ngồi cái kiểu đấy anh em, căn sọ nó hơi khó. Thế này là các bạn phải tìm cách, các bạn đánh lừa nó thì may chẳng ăn được nó nhá. Được chưa? Mình ngồi đây mình thấy khó nhai quá anh em ạ. Mà chắc như là nếu mà khó quá thì bỏ qua thôi chứ biết sao giờ mọi người. Mình đâu có phải gọi là thần thánh gì đâu. Tầm này thì đạn tiểu liên của mình đang rất là ít rồi. Oh man, đào đâu ra đạn tiểu liên lúc này. Nhưng mà thôi, hiện tại thì X-M8 với tốc độ bắn nhanh thì mình cũng không xoắn quẩy lắm. Có thể là mình sẽ dùng X-M8 thay tiểu liên nó vẫn cứ ok. Đâu rồi nhỉ? Vai cả trưởng. Chắc là thằng bé vẫn ngồi cầu thang đây. Nhiều khi kiểu thấy đủ à? Câu thấy chưa? Dạo này leo rank nhá là các ông toàn gặp mấy cái tình huống khoa thế này thôi. Thế nên là ok, series thám tử Free Fire sẽ tiếp tục quay trở lại để giúp đỡ anh em hạ gục những thằng thủ nhà bằng những cái cách suy luận xàm xí của mình. Ok. Tầm này thì mình sẽ kiếm một cái chỗ nào đấy nó ok hơn xíu nhở. Di chuyển làm sao để hạ gục thằng kia nhở. Và anh em thấy không ạ? Mình lên thử tạm đây coi nào. Lúc này thì tầm khoảng là 1 phút nữa vòng bo tiếp theo của chúng ta sẽ thu lại nhá. Ngồi đây một vị trí khá là ok rồi. Chẳng qua là với cái ống ngắm 2x thì thật sự là để căn sọ một cái thằng mà đầu nó dính vào cửa sổ để nó đang ngồi canh mình thì khá là khó vào lúc này anh em ạ. Anh em có công nhận thế không? Ơ kìa, ui, sát thương ngon vãi nhở, không trúng phát nào luôn. Vãi cả nồi, kiểu này có khi vứt luôn X-M8 vào sọt rác chứ còn chơi gì nữa. Ok nha. Sao mình ngồi tại đây? Hiện tại bo gần thu lại rồi. Nhưng mà không ổn lắm. Tôi nghĩ ra một trò này hơi bị hay luôn nha. Anh em theo tôi nhá. Tầm này tôi sẽ lên cái nóc nhà của căn nhà trắng này, hay còn gọi là căn nhà nhiều lỗ. Sau đấy thì anh em tha hồ mà cam. Trên đấy nó giống như kiểu là free 360 độ cơ mà, đúng không nào? Đấy, ok. Tranh thủ lượm và đổi qua cây súng shotgun M1887. Đơn giản là đạn tiểu liên mình còn ít quá anh em ạ, nên là phải đổi con shotgun chơi tạm thôi, nếu không thì sao mà sống.
Rồi nhá, trên này 360 độ luôn. Ui anh em thấy chưa? Chỗ nào cũng nhìn được nhá. Đứa nào chạy bo qua đây cái mình cho xanh mộ luôn nhá. Ok chưa? Rồi nha, tầm này các bạn ngồi đây các bạn hóng cùng tôi này. Đấy đấy, nó kìa. Mày này chạy đâu em ơi? Ô, chạy đâu con sâu? Mày này, nó vẫn chạy được. Nó vẫn chạy được không ạ? Cơ bản là nó đang chạy ngang ngang ấy, nên là chúng ta khá là khó để bắn nó. Được rồi. Ok. Anh lại ngại chú quá cơ. Thật ra là chú chạy ngang anh cũng kệ chú anh. Đây này. Mày này chạy vòng à? Ra đây em. Ra đây. Úi trời bo thu kìa. Xấy bông keo luôn chứ. Ui vỡ đầu. Câu thấy chưa? Tôi nói rồi nhá, anh em khi mà ở trên cao các bạn rất có lợi thế, bắn dễ trúng đầu cơ. Từ này thì trong trận đấu của chúng ta còn lại 7 thanh niên đấy nhá. Mình sẽ tiếp tục mình đứng đây mình hóng xem là còn thanh niên nào nữa hay không này. Đấy. Ui vậy. Oh man. Tao bắn mình đấy nhở. Oh my god. Rồi nhá. Ok. Vãi nó cứ làm mình xoắn quẩy nhờ câu nhở. Nói thật với anh em luôn là shotgun 1887 mình chơi không quen tay lắm. Cơ bản là mình khá là ít chơi shotgun ấy. Mình toàn chơi tiểu liên nhiều thôi. Nên là pha này cũng hơi khoai đây. Cầm cái shotgun trên tay mà tôi sợ vãi trưởng. Nhưng mà rõ ràng là đạn tiểu liên thì hết mất tiêu rồi. Tôi cứ cầm cây MP40 cũng chết. Nên là Á đủ. Ui chạy này. 7 kill ngon rồi anh em ơi. Let's go nhá. Ui vãi cả trưởng có người này. Đậu xanh thì có người này. Ui còn tí máu. Vãi cả trưởng. Mà thật này bất ngờ quá anh em ạ. Ui thôi toang rồi. Trời ơi. Các bạn đã ngồi đấy bất ngờ quá đang mải chăm gió với các bạn. Thôi nha anh em, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nhớ like và chia sẻ video giúp Kẹo nhá. Bye bye.